Rồi, mình làm xong cái súng này rồi. Cái súng ngày xưa thời con nít đi bắn chuồn chuồn đấy. Làm nguyên liệu là bằng cái nứa, nứa 100%. Ngoặc vào đây, đầu ngoặc vào đây, cái dây thun ngoặc đây, đầu lại ngoặc vào cái này. Đó, sau rồi rồi bắn này. Bắn thế này nó bắn phát ra bay này. Bay cái dây thun nhé. Bây giờ bây giờ ra bắn cho con xem này. Vâng, cái súng trên tay mình thì các bạn cũng không là gì nữa. Nếu mà các bạn thời 9X với 8X đời đầu ấy, đời cua sau ấy, sẽ nhớ là cái súng này được làm từ nứa 100% hoặc bằng tre. Thì ngày xưa trong xóm ấy, các bầy cả hội con nít tuổi thơ cứ làm cái súng này đua nhau đi bắn chuồn chuồn rồi bắn ong như đấy. Xong quắt cái dây run vào thế này, ngọc thì dùng vào đó, ngọc đại loại ngọc thế này ấy. Rồi nhà vào con chuồn chuồn đi, đó có con chuồn chuồn này, rồi bắn một phát đấy. Ngày xưa tụm năm tụm bảy bay, trời ơi, bảy đua nhau làm cái súng này vui thật, nhớ lại cũng vui thật. Bây giờ thì không có ai chơi nữa rồi, nó toàn chơi điện thoại thôi. Cách bắn thế nào thì các bạn cũng biết rồi ấy, súng bắn chuồn chuồn. Thôi nói đây thôi, chắc các bạn cũng biết rồi. Mình làm cái súng này ôn lại tí tuổi thơ cho các bạn cùng xem thôi. Khá là đẹp đúng không? Thôi nha, bye bye nha. Hãy làm lại và từng nhớ là tuổi thơ nha.